Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Tắt Auto Bật Manual. Chủ đề của video hôm nay sẽ là về Picture Style. Mình sẽ đi sâu phân tích xem Picture Style là gì này và ảnh hưởng của nó lên ảnh là như thế nào. Và đặc biệt ở phần cuối video, mình sẽ đi giải đáp một cái thắc mắc của rất nhiều người. Bạn muốn biết cái thắc mắc đấy là gì thì xem đến cuối clip nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Picture Style là các cái preset thiết lập của máy ảnh để có thể biến được một bức ảnh RAW thành bức ảnh JPEG ngay khi nó vừa được chụp ra. Nói cách khác, đấy là khi chúng ta chụp ảnh JPEG ấy, thì Picture Style nó sẽ đóng vai trò như là một cái bước hậu kỳ biến bức ảnh RAW ban đầu thành ảnh JPEG chỉ trong một tích tắc. Hay như trước đây mình có nói trong một clip, đấy là nếu file ảnh RAW chúng ta coi như là những nguyên liệu thô để nấu nên một món ăn, thì việc chúng ta hậu kỳ hoặc là dùng Picture Style như là việc chúng ta nấu một món ăn hoàn chỉnh từ những nguyên liệu thô sơ đó. Nhưng chắc chắn là chúng ta không thể so sánh việc dùng Picture Style và việc hậu kỳ với nhau được. Bởi vì là Picture Style là để xử lý ảnh dùng luôn, còn hậu kỳ thì đương nhiên là chúng ta sẽ có nhiều đất diễn để có thể thực hiện nhiều ý đồ khác nhau. Các hãng máy khác nhau thì sẽ gọi Picture Style theo các cái tên khác nhau. Trong clip này mình gọi Picture Style là theo kiểu của Canon, kiểu của Nikon thì sẽ là Picture Control, Sony thì sẽ là Creative Style, còn Fujifilm thì sẽ là Film Simulation. Và thông thường thì mỗi hãng sẽ có những cái Picture Style để phù hợp với những cái đối tượng chụp khác nhau. Ví dụ như chụp ảnh chân dung thì chúng ta sẽ có cái Picture Style là Portrait này, chụp ảnh phong cảnh thì chúng ta sẽ có Picture Style Landscape, hay là Picture Style B&W Black and White ấy, thì sẽ phù hợp với cả ảnh đen trắng. Ví dụ như với Picture Style Portrait của Canon thì nó sẽ cho chúng ta ra một cái màu da trắng hồng tự nhiên, và thêm nữa là cái style này nó cũng sẽ giảm độ chi tiết da đi một chút, nên là chúng ta sẽ có cảm giác là da mẫu có gì đó nó mịn hơn. Hay là với Picture Style Landscape của Nikon thì nó sẽ phát huy tối đa được cái giải dynamic range rất là rộng. Đây cũng chính là cái thế mạnh của hãng Nikon, vì thế nên người ta mới nói là Nikon thì chụp cảnh còn Canon thì chụp da, chính là vì như vậy. Đa phần máy ảnh hiện nay thì sẽ cho phép chúng ta xem trước được cái hiệu ứng của Picture Style qua màn hình Live View, tức là bạn hoàn toàn có thể xem được là cái style nào phù hợp với khung hình của các bạn. Thông thường với ảnh sản phẩm thì mình hay dùng cái Picture Style có tên là Neutral hoặc là Standard để màu sắc được giữ ở một cái mức độ tương đối là trung thực. Bây giờ thì mình sẽ thử chụp với một vài cái Picture Style khác nhau để bạn xem được cái độ khác biệt của các cái Picture Style này nhé. Mỗi Picture Style thì sẽ được hãng máy ảnh tùy chỉnh để phù hợp với từng loại ảnh khác nhau. Nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng Picture Style Landscape để chụp ảnh chân dung, miễn là bạn cảm thấy nó phù hợp với khung hình của các bạn. Trong trường hợp mà bạn cảm thấy là các cái Picture Style có sẵn nó không phục vụ được ý đồ của bạn ấy, thì bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra những cái Picture Style của riêng mình bằng cách là bạn hãy tìm xuống những cái ô Picture Style 1, 2, 3 đấy mà máy ảnh nó cho phép chúng ta tùy chỉnh. Đây ví dụ 1, 2, 3 này này, rồi bạn hãy chọn một cái ô bất kỳ trong cái mục này, rồi chọn một cái Picture Style làm gốc. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn cái Picture Style làm gốc là Landscape đi. Rồi bên này thì nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh nào là Contrast, độ tương phản này, bên này là độ bão hòa màu sắc này, và cuối cùng là độ nét này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ chụp thử với một cái Picture Style mà mình tự tạo ra. Bây giờ thì chúng ta lại nảy sinh ra những câu hỏi như là khi chụp xong rồi thì có thể quay lại để thay đổi Picture Style hay không? Hay là với file RAW thì làm thế nào để chúng ta có thể apply được Picture Style lên ảnh? Thì các bạn nên nhớ là với file JPEG thì mỗi bức ảnh JPEG là một bức ảnh thành phẩm rồi, nên là chúng ta không thể quay lại và chọn lại được Picture Style được nữa. Còn với file RAW thì bạn hoàn toàn có thể là apply được Picture Style bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Với một số mẫu máy ảnh thì có cái chức năng là RAW Processing thì chúng ta có thể apply được Picture Style ngay tại trong máy. Còn với những máy không có cái chức năng này thì bạn hoàn toàn có thể làm cái việc này khi chúng ta làm hậu kỳ. Và cuối cùng, thắc mắc mà nhiều bạn gặp phải đấy là khi chúng ta chụp RAW thì liệu là Picture Style nó có tác dụng hay nó có ảnh hưởng gì lên ảnh của chúng ta hay không? Thì mình xin khẳng định là không. Vì khi chúng ta chụp RAW thì máy ảnh nó sẽ chỉ thu nhận thông tin dưới dạng thô mà thôi, chứ nó không xử lý bất cứ một điều gì. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có quyền là lựa chọn Picture Style phù hợp khi đã chụp xong. Vậy thôi, vừa rồi là mình đã chia sẻ cũng như là giải đáp một vài thắc mắc về Picture Style. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.